Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Dimoto Vista 125/2022 ra mắt, một phiên bản sao chép nữa của cái chiếc Honda ADV 150/2021. Honda ADV 150 là một cái dòng tay ga mang đậm phong cách ADV rất được ưa chuộng trên thế giới hiện nay và đang bị các nhãn xuất bắt chước hoặc sử dụng nó làm ý tưởng để phát triển các dòng sản phẩm riêng cho họ. Và mới đây một thương hiệu rất lạ lẫm là Dimoto đang bán xe tại thị trường Hy Lạp cũng vừa trình làng một phiên bản là Dimoto Vista 125/2022. Nó giấu cho mình phong cách tương tự như cái chiếc ADV 150/2021. Dimoto Vista 125/2022 là một trong những cái dòng tay ga ADV có cái ngoại hình và một cái cảm giác rất quen thuộc như chúng ta được ra đời từ khá lâu. Không phải vì nó giống hoàn toàn như Honda ADV 150, mà vì nó không khác nhiều nếu so với cái chiếc Dian ADV 150, một cái mẫu tay ga được sản xuất và phân phối tại thị trường Trung Quốc. Khi chúng ta hiểu sâu hơn và được biết Dian và Dimoto có một mối quan hệ kinh doanh liên quan với nhau, việc cái đổi tên thương hiệu thành Dimoto để dễ dàng phân phối ra các thị trường nước ngoài. Như lúc đầu chúng tôi đã nói, Dimoto Vista 125/2022 trông rất giống như Dian ADV 150. Cái điểm nổi bật chính là phần đèn pha Rosetta. Thiết kế cơ xe nó trông rất là nổi bật. Chiếc xe còn đi kèm rất nhiều trang bị điện tử hiện đại, như cái màn hình LCD kỹ thuật số, hệ thống chìa khóa smart key có phần báo động, hốc đựng đồ bên dưới yên với dung tích là 25 lít, có thể để vừa bảo hiểm là full face hoặc là mũ bảo hiểm là 3 phần từ đầu, đi cùng với một cái cổng sạc USB TA hoặc một chiếc test 5V 2A. Trang bị trở thành điểm nhấn khác biệt của Dian ADV 150 mà mình đã từng nói ở những clip trước, chính là phần camera ở trước và sau do nhà máy tự lắp đặt. Dường như nó không được cài đặt trên phiên bản là Dimoto Vista 125/2022. Nói về cái phần sức mạnh, Dimoto Vista 125/2022 đã được trang bị cho mình động cơ xăng đơn 4 thì 4 vành, dung tích đạt 124,8cc, đi cùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng, hệ thống phun nhiên liệu EFI đến từ hiệu của Bosch sinh ra cái công suất là khoảng 14,6 lực, ấn ứng tô máy 8.500 vòng trên phút, trong đó mô men sức cực đại là 12,5 Nm, đạt ngưỡng tô máy 6.500 vòng trên phút, trọng lượng chiếc xe nặng 149 kg. Và cuối cùng chính là mức giá bán. Dimoto Vista 125/2022 được bán thị trường Hy Lạp với mức giá rơi vào khoảng là 3.495 euro, nó tương đương khoảng là 87 triệu Việt Nam đồng khi đổi ra tiền Việt lúc bây giờ. Được phân phối với 4 màu gồm có đen, đen cam, xám và đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký kênh, nhớ like, subscribe.